Bất ngờ công dụng của quả mận với sức khỏe, nên tranh thủ ăn khi vào mùa. Mận không thích hợp với người bị đau dạ dày hay người mắc bệnh thận. Nhưng với người bình thường, ăn mận đúng cách sẽ đem lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tăng cường chức năng tiêu hóa, quả mận lúc chín chứa rất nhiều vitamin A, vitamin B2, các vitamin nhóm B, sắt, magie và choline giúp cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, mận còn là loại quả rất giàu chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp người ăn mận không bị táo bón, giúp kiểm soát cholesterol xấu. Lượng vitamin C dồi dào trong mận không chỉ giúp cải thiện hấp thụ sắt, mà còn có tác dụng ngăn ngừa cholesterol bị oxy hóa bên trong các động mạch. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa các bệnh như hen suyễn, các bệnh tim mạch, viêm khớp dạng thấp, giúp mắt tinh nhạy hơn với hàm lượng vitamin A rất cao trong một quả mận. Người ăn loại quả này sẽ có thể chăm sóc đôi mắt của mình tốt hơn nữa. Cụ thể, dưỡng chất đó giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và chống lại các vi khuẩn gây hại. Vì thế, đôi mắt sẽ sáng hơn và tinh nhạy hơn, giúp tốt chắc khỏe và làm đẹp da. Vitamin A trong quả mận giúp cho làn da của bạn trở nên trắng sáng hơn. Đồng thời, các nhóm vitamin cùng sắt, magie trong quả mận sẽ nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe hơn. Tình trạng tóc rụng nhiều sẽ được đẩy lùi nếu bạn ăn mận thường xuyên, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, trong quả mận hoàn toàn không chứa các chất béo, nên những vận động viên có thể ăn mận để giữ cân nặng, nhất là những vận động viên thể dục dụng cụ. Tương tự thế, những người muốn giảm béo cũng nên ưu tiên loại quả này trong thực đơn. Cách chọn và bảo quản mận luôn tươi ngon, nên chọn mua những quả mận tươi, tốt nhất là còn cuốn và lá, quả tròn trịa, căng mọng, nhẵn bóng, không bầm dập, không bị sâu. Ngoài ra cũng không nên mua quả mận có vết đốt của côn trùng hay vết móng tay vì những quả đó rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Mận tươi sau khi mua về bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để mận luôn giữ được độ tươi, ngon. Không nên để mận ở những nơi nóng, có nhiệt độ cao, ẩm thấp sẽ khiến mận nhanh chín và không được ngon. MHTH